Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa các Phật tử, ngày tối nay ngày 3 tháng 5 năm Quý Mão 2023, ngày đầu tràng chúng ta tiếp tục học kỳ kinh Di Giáo để hiểu rõ thêm lời Đức Phật về theo mỗi kỳ mỗi bữa. Thì xin nhắc lại sơ lược một vài câu. Ngày tiếp theo câu vừa trước là câu vừa trước chúng ta nói là các nhà trách nhiệm xấu xa đang được một tà lưu thông không nên bốn quỷ sinh sông bùa nên được chúng để làm đường ma sống trong chánh niệm vậy mà tu thời đã thoát mới là việc sinh. Thì đó là bốn câu chúng ta vừa trước nói vừa qua. Giới văn luôn sớm gặp nhìn sanh ra định tuệ trí minh hiện bày nhắn cùng tất cả đáng trai nếu không giữ giới sách tài điều ta. Chúng ta đó là bốn câu ở đây Đức Phật căn dặn là hàng Phật tử luôn luôn giữ gìn giới luật rất là nghiêm mật. Thì từ đó mới sanh ra thiền định, mới sanh ra trí tuệ. Thì chúng ta có điều giới nghiêm mật thì dễ dàng là đưa đến sự thiền định. Và từ cái theo cái quy trình đó, từ thiền định thì bạn sanh sở lên trí tuệ. Khi tâm tự trong sáng, tâm định thức tâm thì trí tuệ được phát sinh và hiện bày và nhìn nhận cuộc đời một cách rõ ràng thông suốt, nhìn nhận cái mọi vật trên cuộc đời trên thế gian một cách sáng suốt, một cách rất là rõ ràng. Và từ đó thì mới có cái hành động, có lời nói cũng như có cái sự nghĩ phù hợp với chánh pháp. Và tiếp theo là cô nhắn cùng tất cả gái trai nếu không giữ giới sách tài điều văn. Và Đức Phật nhắc mạnh việc giữ gìn giới luật năm giới, mười giới Phật thiện rồi các cái giới của xuất gia thì theo vị cho đi vân vân. Thì người cư sĩ tại gia cả gái cả trai thì nam tín nữ vân vân, nếu mà không giữ giới thì có thể dẫn đến đây là sát tài điều tan của sự nghiệp, có thể sụp đổ, có thể đoạn lạc, có thể rơi vào thấy những cái cảnh tù tội đau khổ. Nếu mà chúng ta phá giới, chúng ta phạm một điều pháp trị theo lời Phật dạy cũng như là những đạo đức của xã hội. Nếu chúng ta không có giữ gìn thì có thể dẫn đến những hậu quả không có thể tự lường trước được. Cho nên là Đức Phật mới nói rằng là nếu không giữ giới cảm sắc cảm tài cảm sự nghiệp đều có thể tiêu tan, có thể bị hủy hoại do chúng ta phá giới phạm những điều đạo đức an toàn, đạo đức của xã hội. Thì bốn câu này là Đức Phật đã nhắc lại rằng chế răng vuông sớm chặt diệt sanh ra định tuệ ký bên hiện bày nhắn cùng tất cả đám trai nếu không giữ giới sanh tài điều tan. Thì giờ lúc này xin Phật tử đạo tràng chúng ta hướng về đảnh lễ mùi hương tam bảo cúng dường và từ tụng kinh Di Giáo Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
niệm thành tâm ha thông tồn đại thừa và bảo thi giáo tôn kinh con lại đời đức phật dạy sâu cuộc trước khi này nhập niết bàn để từ đó chúng con đi theo thực hành đem lại đời làm tự thân và để tất cả mọi người được đồng tiến ướt nhà hết rồi. Chảy đầy nhà hết rồi. Thank you.
ông đi tụng kinh ở nhà nhắn tin.